Tên bạn là gì? Tôi là Sato. Tôi là Sato. Tên bạn là gì? Tôi là Gwen. Tôi là Nguyễn. Bạn là Gwen Bạn là Nguyễn phải không? Hai Gwen. Vâng, là Nguyễn. Bạn là Gwen sao? Bạn là Nguyễn phải không? はい、私はグエンです。ヴァン、トンウィエン。あなたはアインさんですかン、ンン。はい、アインです。ン、ン。あなたはアインさんですかン、ンン。はい、私はアインです。ン、ン。あの人は誰ですかあの人はアインさんです。

vị kia là giám đốc. あなたはベトナム人ですか? bạn là người việt nam phải không. hãy,ベトナム人です. vâng, là người việt nam. あなたはベトナム人ですか? bạn là người việt nam phải không. hãy,私はベトナム人です. vâng, tôi là người việt nam. あなたは中国人ですか? bạn là người trung quốc phải không. いいえ,中国人じゃありません. Không, không phải người Trung Quốc. あなたは中国人ですか? Bạn là người Trung Quốc phải không? Không, tôi không phải người Trung Quốc. あなたは留学生ですか? Bạn là du học sinh phải không? Vâng, là du học sinh. あなたは留学生ですか? Bạn là du học sinh phải không? いいえ, không không phải là du học sinh. bạn là nhân viên công ty phải không? hay, ca vâng là nhân viên công ty. あなたは会社員ですか? bạn là nhân viên công ty phải không? いいえ, không không phải là nhân viên công ty. bạn là nhân viên công ty phải không? không không phải là nhân viên công ty. bạn là nhân không? Bạn là thực tập sinh của công ty ABC, phải không? はい, vâng, là thực tập sinh của công ty ABC. Bạn là thực tập sinh của công ty ABC, phải không? いいえ, không, không phải là thực tập sinh của công ty ABC. Bạn cũng là người Việt Nam, phải không? hai, vâng, tôi cũng là người Việt Nam. bạn cũng là người Việt Nam phải tôi cũng là người Việt Nam. bạn cũng là thực tập sinh phải tôi cũng là người Việt Nam. bạn cũng là người Việt Nam phải không? Vâng, là người Việt Nam phải không? hai, bạn cũng là thực tập sinh, phải không? là người Việt Nam. tôi cũng là bạn cũng là bạn cũng là thực tập, tập sinh phải không? Iya, lưu Không, là du học sinh. Nguyen さんは21歳ですか? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Hai, 21歳です. Vâng, 21 tuổi. Nguyen さんは21歳ですか? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Iya, 21歳じゃ Không, không phải 21 tuổi. 何歳ですかバー二十歳です。何歳ですかバー二十三歳です。おいくつですかアニ十九歳です。いおいくつですか 30歳です。30歳